và người chú ơi, tất cả các lồng này đều 20 hết, 50 cũng lồng đi. Lồng này được 10 vâng thử anh ơi. Vâng đánh vào mặt chồng anh ơi, cứ đi thử rồi thử biết mà. Vâng ơi, thử biết thử xem nó ra làm sao mà thử xem nó như thế nào. Vâng đấy, cứ đi thẳng lên thôi và đánh nó vào mặt chồng ok rồi. Không nhận gì mặt đường nữa. Vâng, có một chồng là gấu của chú, một tiền của chúng cháu ạ. Vâng. Vâng, 20.000 một vé. Vâng, tiền chú thì chú mua vé thì chú mới được chơi. Lừa ai lừa ba. Tiền đang tiền của tao. Vâng, cái tiền của chú ấy chứ gì. Tiền đang vào đi. Vâng, đây. Chơi hay không? Thua tiền rồi. Không chơi. Bịt mắt. Và chú cứ đứng ngoài là có người bị bắt cho chú này. Và quý vị và các bạn lưu ý rằng đi làm sao cho nó được đúng đường và không được vượt quá vạch sơn trắng rồi. Rồi chú ơi lên đi nào. Liệu chú có đánh được vào mặt chồng hay không? Vâng. Rồi ba chú bước chân đây. Ba chú bước thì dừng lại và đánh như thế nào cho được chính xác của mặt chồng nào. Rất cao nhưng mà lại trượt ra ngoài vẫn rồi, một tiếng hay là tiếng sang mình trái một chút thôi là con này.